Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Lào Việt Channel. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôi xin phép được nói lên một chút cảm xúc của bản thân. Đó chính là niềm hạnh phúc giản đơn của một giáo viên Việt Nam đến dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Niềm hạnh phúc của tôi khi bước chân lên đất nước Lào không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự thỏa mãn về sứ mệnh giáo dục và chia sẻ văn hóa. Mỗi buổi sáng khi bước chân vào lớp học, trái tim tôi lúc nào cũng rộn ràng với niềm vui đặc biệt. Đất nước Lào chứa đựng vẻ đẹp thơ mộng, sự yên bình và sự chân thành của những người dân nơi đây. Điều này đã khiến cho tôi cảm thấy như mình được ngâm trong một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy màu sắc. Khung cảnh núi non thẳm, con người hiền lành và niềm vui học hỏi của các em học sinh đã tạo nên bức tranh tuyệt vời của hạnh phúc trong cuộc sống của tôi. Những buổi học được tổ chức đầy sáng tạo và gần gũi với học sinh Lào đã khiến cho bản thân tôi cảm thấy thăng hoa với nghề giáo. Việc truyền đạt ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ Lào không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm đam mê, là sứ mệnh thiêng liêng đối với tôi. Hạnh phúc không chỉ đến từ việc truyền đạt kiến thức mà còn từ việc nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của học sinh mỗi khi các em hiểu được một khía cạnh nào đó của văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Đó là niềm hạnh phúc giản đơn. Không cần những điều xa xôi, chỉ cần sự gắn kết, sự sẻ chia và niềm tin được chia sẻ từ trái tim của một người thầy. Tôi biết rằng việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa của Tổ quốc mình tại đất nước Lào không chỉ giúp các em học sinh hiểu thêm về quê hương Việt Nam mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc, góp phần tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết giữa hai quốc gia. Cuộc sống của tôi ở đất nước Lào không chỉ là công việc mà còn là hành trình chia sẻ và kết nối văn hóa. Niềm hạnh phúc của tôi không chỉ là sự thành công trong việc giảng dạy mà còn là niềm vui bình dị từ những khoảnh khắc tình người, sự hiểu biết và sự gần gũi với đất nước bạn. Hôm nay, nhân ngày lễ thiêng liêng, ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, từ đất nước Lào anh em, tôi xin được gửi tới các thầy cô giáo, những người thầy, người cô đáng kính của tôi và cả những người bạn, người đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam những điều tốt đẹp nhất. Đặc biệt, xin gửi tới những đồng nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ giống tôi tại đất nước Hoa Champa xinh đẹp, thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả thân thương của kênh Lào Việt Channel.